Thời gian gần đây, người dân sống tại khu phố 4 ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phải sống trong sợ hãi khi bị các đối tượng lạ mặt tạt sơn vào nhà lúc nửa đêm. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên mà sự việc đã kéo dài suốt 2 năm qua. Theo một số hộ dân sống tại đường số 3 và đường số 14 ở khu dân cư Hồng Long, họ liên tục phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Thậm chí nhiều đêm liền thức tới sáng vì bị những người lạ mặt tạt sơn vào nhà mình. Các đối tượng này thường lựa lúc nửa đêm đến gần sáng khi chủ nhà ngủ say mới ra tay. Nhiều gia đình lo sợ đã lắp camera theo dõi. Tuy nhiên các đối tượng này rất chuyên nghiệp, đã tránh được hướng quan sát của camera. Nhiều nhà bị sơn bám đầy lên cổng và mặt tiền. Những nhà có lỗ thông gió thì đối tượng này ném luôn sơn vào bên trong. Không chỉ thế, các đối tượng này còn dùng ổ khóa khóa phía bên ngoài để không cho người trong nhà ra vào. Người dân phải gọi điện thuê thợ đến cắt khóa để giải cứu. Theo các hộ dân ở đây, tình trạng này đã xảy ra liên tục gần 2 năm nay. Do là sơn không thể tẩy rửa, người dân phải bỏ tiền ra để sơn lại cả mặt tiền với chi phí không hề nhỏ.